Năm 2023, Đảng bộ huyện Con Plong kết nạp 85 quần chúng ưu tú vào Đảng, vượt hơn 20% chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Hiện Đảng bộ huyện có hơn 2.250 đảng viên sinh hoạt tại 49 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, trong đó có 11 đảng bộ cơ sở và 38 chi bộ cơ sở. Đến nay, huyện có gần 30 trên 76 thôn, tổ dân phố, có bí thư chi bộ, đồng thời là thôn trưởng, tổ trưởng tổ dân phố và 73 trên 76 thôn trưởng, tổ trưởng tổ dân phố là đảng viên, chiếm tỷ lệ 96% tăng cường công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị cùng với đẩy mạnh kiện toàn tổ chức cơ sở đảng đảng bộ huyện con plong tập trung triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ như chủ động phân công cấp ủy viên đảng viên dự sinh hoạt tại chi bộ thôn tổ dân phố đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình